Vâng, xin chào anh chị quý khách hàng nha. Hôm nay em xuống Quy Nhơn được anh khách chạy tới cửa hàng bán cho cái xe Cross này rất là mới. Tôi cũng cảm ơn bạn Toyota đã giới thiệu, sale hãng đã giới thiệu cho Toàn mua cái con xe Cross này. Rất là đẹp. Khách đang làm thủ tục ở trong nha anh chị, 5.000 cây. Anh chị nào có xe cũ bán thì một là liên hệ trực tiếp bên em 0979325679. Hai là 0922325679, nhưng mà thường thường điện số 0922 á, tụi em sẽ hỗ trợ định giá cho. Số 0979 là số bán hàng. Anh chị điện tụi em sẽ định giá, hoặc là anh chị tới thẳng cửa hàng của em thì có nhân viên em cũng hỗ trợ cho anh chị. Đó, xe này mới tinh nè. Cái này là bản, này là bản G nha anh chị. Bản G. Bản G là bản thấp nhất của thằng Cross này, máy 1.8 anh chị. Xe này 220 thôi nhưng mà đi có 5.000 cây rồi anh chị. 5.000 cây thì quá mới rồi. Kêu chị mọi thứ bên em nhân viên toàn chung kiểm tra ok rồi, chỉ có là cái này hình như là kem bị trắng trắng, đây là kem á, xài vợ chủ xe xài kem đó, đây là ai xài kem nó dính. 5.000 cây thì mới tin. Mấy bình lông mà chưa bật luôn, rất là mới. Dòng này anh chị mua xe mới hình như phải chờ đến tháng 8, tháng 9 á mới có xe. Thì giá lăn bánh đâu đó của nó là hiện tại hình như là 800 mấy 900 anh chị, là lăn bánh á. Mà xe không có xe. Còn Toàn thì hiện tại là có xe ở đây luôn. Xe này thì em công bố giá cho anh chị luôn nha. Công bố giá cho anh chị luôn là 790 triệu anh chị. 790 triệu cho cái Toyota Cross này, rất là đẹp. Rất là đẹp anh chị ạ. Đẹp và rất là mới. Đó, khác gì xe mới đó anh chị. Xe này được cái là ít km, rất là ít km anh chị, nên là nó cũng rất là hiếm. Cái này nhiều km thì dễ, còn ít km dài thì khó lắm. Dòng này được cái là nó bền, lợi xăng và nó không mất giá. Toyota được cái nó không mất giá. Đó, mới tin là không có gì để mà xem á. Anh chị cái nào có nhu cầu thì liên hệ bên em 0922325679 hoặc 0928325679. Tụi em sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh chị. Có xe cũ bán thì anh chị cứ giới thiệu em, ở bất kỳ đâu em cũng mua được hết. Ngày mai em đang có người đi Quảng Trị lấy xe, thì anh chị nào có xe bán thì liên hệ tụi em sẽ hỗ trợ và lấy luôn cho anh chị nha. Cái giá nó tốt nhất. Còn mà những anh sale hãng, những anh làm ở hãng, những bạn bán hàng ở hãng mà khách mình muốn bán xe mà không biết định giá đâu thì cứ liên hệ Toàn, mua được Toàn sẽ gửi hoa hồng. Toàn kết hợp với các bạn hãng ở cả nước nha. Tất cả các bạn ở cả nước sẽ là cộng tác viên và đối tác của Toàn đều được hết. Quan trọng là bạn có xe và có sự nhiệt tình, bạn trao đổi nhắn tin Zalo. Zalo trực tiếp của khách hàng á thì nhiều lúc điện em không được á, thì có thể điện nhân viên bán hàng 0922325679, hoặc là các bạn sale hãng á làm việc thì làm việc trực tiếp với Toàn 0777262626 nha. Cái số đó là số làm việc trực tiếp để định giá xe, đổi xe. Còn mua xe thì anh chị điện giùm em hai số kia. Giờ có điện qua cái số của em mong muốn gặp em thì em cũng rất là cảm ơn, nhưng mà em không có nắm xe hiện tại tại cửa hàng hoặc là xe như thế nào, cũng không có thời gian để tư vấn phục vụ anh chị nó được tốt và nó kỹ hơn. Thì các bạn bán hàng sẽ hỗ trợ anh chị cái đó. Chỉ có anh chị bán xe, anh chị nhắn Zalo thì em sẽ dần dần em sẽ rep cái Zalo đó và hỗ trợ anh chị nha. Và mong muốn anh chị hỗ trợ và hợp tác cùng Toàn chung. Cảm ơn chị rất nhiều.